Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Kitubo IQ do Nhật Bản sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về kit Tubo IQ cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm kit Tubo IQ có thành phần là vitamin và khoáng chất. Kit Tubo IQ được bào chế dưới dạng dung dịch uống. Kit Tubo IQ mang lại cho người dùng công dụng, hỗ trợ bổ sung sung vitamin, axit amin và khoáng chất cần thiết giúp tăng cường hấp thu dưỡng chất, giúp trẻ ăn ngon miệng, khắc phục tính biếng ăn, giúp duy trì và phục hồi sức khỏe. Sản phẩm dùng cho các trường hợp: trẻ gầy yếu, kém ăn, kém hấp thu, trẻ trong giai đoạn phát triển, trẻ có chế độ ăn thiếu chất, người lớn suy nhược cơ thể, ăn uống không ngon miệng. Sản phẩm Kittobo IQ được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của Kittobo IQ được nhà sản xuất khuyên dùng như sau: trẻ 2 đến 3 tuổi uống 5ml trên ngày chia không 2 lần. Trẻ 4 đến 12 tuổi uống 7,5ml trên ngày chia không 2 lần. Người lớn uống 10 đến 15 ml trên ngày chia không hai lần. Chống chỉ định khi sử dụng kit tubo IQ, không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm kit tubo IQ đồng thời biết cách sử dụng kit Tubo IQ sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.